tò mò, hoạt động chưa từng xảy ra, hấp dẫn, trông có vẻ bí mật. Thực sự là vượt bậc, năng động, mạnh mẽ. Thích cái màu xanh xanh này. Hứng khởi, sáng tạo. Là cần thiết, tôi mong chờ cái mới. Động lực mới. Tôi thích sự thay đổi này. Ấn tượng, rất là sáng tạo, hiện đại. Sẽ là một đòn bẩy. Đó là một bước chuẩn bị. Một sức bật mới. Tôi được biết sắp tới tổng ty giới thiệu nhận diện thương hiệu mới. Anh em công nhân rất háo hức và mong chờ. Cán bộ nhân viên cũng mong muốn cái logo mới này sẽ là một cái sức bật mạnh mẽ để công ty phát triển hơn nữa. Chúng tôi kỳ vọng có một động lực lớn cho toàn công ty. Chúng tôi kỳ vọng rằng Habeco sẽ nâng tầm được vị thế và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Habeco đã đến lúc phải thay đổi. Chỉ có như vậy mới khiến cho chúng tôi phát triển và tiến lên. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là một đòn bẩy để giúp Habeco nâng tầm vị thế trong thời gian tới. Việc thay đổi nhận diện thương hiệu mới là cần thiết. Nó giúp tổng công ty gìn giữ những thành quả đã có và gặt hái được thêm nhiều thành công mới. Chúng ta cần phải một sức bật mới để bảo vệ và phát triển một thương hiệu đã có hơn 100 năm lịch sử. Đó là một niềm tự hào, nào là một thương hiệu quốc gia. Mong cho Habeco ngày càng phát triển và vươn tầm thế giới. Tôi muốn làm và trải nghiệm những điều mới mẻ trong hành trình sắp tới của tổng công ty. Mong cho Habeco ngày một phát triển và nâng tầm vị thế. Sự thay đổi nhận diện thương hiệu như một bước chuyển mình mạnh mẽ để bứt phá đối với vị thế quốc tế của Habeco. Phòng kỹ thuật KCS nhà máy bia Hà Nội Hóa Thám đồng lòng cùng Habeco với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả. Habeco chung ước mơ cùng nhau đi tới. Phòng tài chính kế toán sẽ nỗ lực và đóng góp hết mình cho hành trình sắp tới của Habeco. Habeco ôm chí lớn cho một tầm cao mới. Phòng thị trường nỗ lực kiên trì, cố gắng vươn tới thành công. Habeco sức bật đề ra.